nhà anh thôi. Đây là lần thứ ba trong vòng 2 tháng. Mua vé máy bay mà giờ tao cho mày đi xe buýt nè. Từ Mỹ về xong rồi xuống máy bay đi xe buýt vô. Giờ chuẩn bị qua bên security. Let's go. Ui, thưa bà. Anh thì gặp riết quen rồi. Đây lừa đồ lên xe chuẩn bị về. Hôm nay cũng may là đêm có ba cái vali. Đi chiếc khủng long này là vừa luôn. Lên đi. Không nhân, không nhân. Rồi, giờ ăn bánh cuốn đi. Nghe tiếng ồm 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 là biết thứ dữ ngoài này rồi. Ở đây. Long đã về tới Việt Nam. Hiện tại đang dời mấy chiếc xe ra để chuẩn bị cho một sự kiện ngày mùng 4 ở Hà Nội nha. Nếu mà mọi người có theo dõi clip của Long thì hẹn gặp mọi người ở Hà Nội. Long sẽ cho địa chỉ ở bên dưới comment. Nhà thì bao nhiêu siêu xe nhưng mà Hoàng Kim Khánh vẫn chơi sushi bo nè. Khủng long bạo chúa. Bentayga Musain BM Aston Martin Vantage.
Vista Aventador Senna. Đây là quán ở sau nè, là bếp. Ui dồi, ui dồi. Ui cả nhà mà không đen nào. Ui dồi. Rồi phi chanh. Mọi người cũng cần biết là nó mặn lạc thế nào mình phải ăn chanh nè. Rau thì sao đây. Cho anh thêm thêm dĩa rau đi chị ơi. Bỏ đâu. Tính nó chỉ trả thôi chứ kêu gì. Đó, hấp dẫn chưa, buổi sáng mà ăn một tô này vô là sướng người liền. Đó, ăn tô này xong rồi về quê cho thêm tí ớt nè, có cho nó cay cay ha, cho thêm dĩa rau nữa nha. Thôi ok, anh em ăn thì để gỡ đầu bút luôn, bút cuối vô đó. Tô này mà to, anh đang kêu thêm tô nữa. Bây giờ mình đừng có ăn vội ha, mình cứ chào chào chào, mình cứ từ từ á. Đó, ui. Tuyệt vời luôn. Thấy anh không ăn em chảy nước miếng lại giờ đó. Một tô nữa chị ơi. Một tô nữa chị. Dạ dạ, em đang đợi để tô thứ hai của anh Long. Tưởng tượng sáng mà ăn uống gì ngon ngon gì, ăn ba tô được. Ngồi ăn vừa mát ha, mà vừa nghe tiếng xe máy nó chạy. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đâu? Dạ, có.
Cái này tương đối là sạch sẽ. Vô. Đây. Tô này thấy gì nó ít hơn á. Chắc phải qua tô thứ ba quá. Hả? Không cho ăn nhiều hả? Vậy cứ sợ anh đói. Này mà mọi đứa nó quay phim nên nó chịu nổi. Sao? Hay là sáng sớm em ăn sáng rồi đó. Còn chị Thảo mà chị IP này mà cũng khoảng tầm 1-200 năm trước thôi nhá. Mà với cái khả năng nhảy nhót như bây giờ thì thôi rồi. Có khi là vũ sư chứ mà. Vũ nữ chứ. Vũ sư không, mình phải nói là vũ sư. Bây giờ đến lượt em phỏng vấn anh đưa máy em cầm. Thôi lái xe đi. Cầm cầm ai lái xe. Bây giờ anh tắt cái clip đi đi, em phỏng vấn lại anh. Không. Quay anh hát. Không. Mình phải có đi có lại chứ. Đây là chợ thùng thơ. Đây anh chị nhà mua sẵn mâm cục để nè. Sơn. Bỏ lên, bỏ dỗ lên, bỏ lên bàn, quất liền. Đó. Quất. Bình tĩnh nè. Bình tĩnh. Lấy cái cái này phải có con dao nhỏ như này. Giờ mình đi lấy dao nữa để ăn xong hết. Nãy ra thử cái hoài người đó cái lần hái y hoài mẹ chặt hoài luôn xuống. Ở đâu chị? Nhà nè, ngoài chỗ cây măng cục á, để lái cái chung trơn này xuống ăn cũng nào qua bình hộ giờ rồi cũng tiếp. Đâu? Ăn xài không? Ăn xài lấy trái xài qua. Thôi ăn này đi xài. Long đòi xài nữa nè. Hỏi xài ăn được chưa? Chín giờ. Trời mà năm nay nó rụng hết. Đó, giờ này còn sống quá. Ăn. Thôi ăn đi. Còn trái nào đen bóp với Hiếu. Mang bữa về dữ hơn dữ không hiểu. Dạ. Không luôn. Mang hả? Nó cục á. À không. Lá mà chị. Ngon. Mang nay là cuối mùa rồi. Chị cắt cho. Ăn béo. Ăn vậy đi cả dừa. Đấy là thử loại dừa. Đá kim. Ngon quá. Cái là bên dưới gì ạ? Nhỏ vậy nó không có hột. Phải không? Em chưa có nghề đi. Không ngon mẹ mẹ ăn. Sụt lá. Mình lên cái này. Dạ anh em ơi. Hồ ly. Sụt lá. Thank you.
Hai. Hôm nay bà trẻ là hai vàng hết á. Đây là nhà chị chồng à? Đó. Đó. Em ngon quá. Dạ, dạ, em chị ăn đi. Tiêu gì đó? Gì đó tiêu gì? Chị cho mình chim trời đậu cái bay nhanh chim nhà bắt cụ thang hay không có đây là cây phượng, cây phượng cao lắm, làm đám cưới, làm đồng chim như vậy, nhà nuôi chim nhiều sao thú cung cà mau. Cái soi này nhìn trái biết giờ cọc không, thiết kế là đầy trái cho. Xoài con kìa. Kìa. Cái quất kìa em ơi. Đẹp to lắm, vừa qua kìa đó. Hai chồng. Ôi ơi, vừa này ngon nè. Chặt cái nhà anh ta. Ngon luôn, bất ý luôn. Dừa dừa gì anh ha? Dừa dâu. Dừa dâu hả? Ừ. Là uống được thơm mùi dâu á hả? Không dâu. Có không? Đâu có, mà bắt chị dừa dâu. Dâu chắc là chừng chừng không dâu. Dâu. Tại vì nó có dừa dứa, uống vô có mùi dứa đây. Sao là đây dừa dứa mà nay không có. Dừa dâu thì có mùi dâu chứ. Rồi uống nha. Nghe cháu liền luôn. Bày mất con tay. Này không ngon hả? À. Biết luôn á hả? Biết không? Hay gì? Nước ít hả? Anh nhìn biết luôn hả anh ba? Ừ. Bỏ lại. Lấy cái này đi. Cho làm bác cái bay của bà thôi là đây nè, cái này dưa này cũng ngọt chắc chưa bằng cái này mình đâu phải dân miền Tây nhìn biết liền hả? Miền Tây thì nó giòn nó biết liền, mình muốn thử đấy hả? Ừ. Bà xã muốn em làm sao anh đã uống nó mới biết. Nó có ga nè, vậy chưa? Nghĩ là già quá nó có ga. Ừ. Nó chặt đưa tới. Vừa là vừa dứa. Nè. Vừa dâu, vừa dâu. Dâu cho nó có dâu. Cái nào ngon hơn? Cái này ngon hơn. Ngon không? Được không? Được không? Được không? Được không? Uống đi anh. Uống đi. Uống đi. Dưa lửa chứ. Dâu. À. Cái này ngon nè. Nó có gas. Nó có. Cái này gọi là dừa dứa.
tốt chưa? Hủ sực, hủ dẫm, hủ tiếu. Giờ đi ra cây này cơ hoài chế được hả? Cây hoài cây này. Thôi chị ơi, đã uống nhiều rồi. Chú không em? Đây vừa ăn vừa câu xuống lắm anh à. Hả? Vừa ăn vừa câu á. Anh là kẻ hủy duyệt của những cái chiếc ghế chạy của những cái rồi đó. Mình có canh gì mà nấu với lục bình không? Vì đó em nấu canh lục bình đó. Xong cái lục bình sọt bỏ. Chiên luôn. Dĩa đi. Không rồi, ăn ngon chi tiết. Cái này cái món anh không lại ha. Rồi. Lục bình sọt bỏ cho đàn chim. Có gà gì không chị? Cái lục bình đó mình làm gà được không? Cái lục này đẹp. Gà nữa nó, có cá gà. Gà có gà gì? Có gà gì? Gà có gà nướng này, gà củ ti, chiên nước mắm, gan. Tôi tưởng đâu có gà nữa mà mình ăn với lại canh gà gì mà có gà. Bằng không á là ăn cái gì nè. Cái lăn con nghệ đi à. Cái lăn con nghệ con được khỏi nó canh. Rồi. Gà lấy gà, nó canh chua à. Với có lục bình nha. Lòng xà lục bình. Canh chua có lục bình không? Có, ví dụ em nào canh chua ra cái đầu em kêu chị này đi cứ biết ra cho anh cái lấy dĩa ra cái đầu bắt nóng lên. Rồi, rồi, rồi. Là vậy đó. Vậy dạ. Rồi vậy đi ha. Có gà, có cá là được. Đây nhiêu tờ như này? Em nghĩ một sách 20 tờ. Hôm qua chưa dò nữa. Hai sắp chứ, qua mua hai sắp đúng không? Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 tờ. 3. Cái này 18. Bữa nay mình thế chỗ này nha. Ngon thật chứ đây. Rồi 18 tờ. Đang đi được, đang bắt bớt bơi. Mạnh quá.